Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Đây là một video hết sức thú vị và có ích cho những bạn nào đang muốn làm YouTube và hợp tác phát triển kênh với một cái network nào đó hoặc là với một cá nhân nào đó. Trong video lần này chúng ta sẽ cùng phân tích mổ xẻ một cái vấn đề là câu chuyện ăn chia, phân chia lợi nhuận, doanh thu, phát triển kênh YouTube Lộc TV giữa anh chủ nhà và Lộc Phụ Hồ sẽ như thế nào? Có đúng như những gì mà anh chủ nhà đã chia sẻ trong những video trước đó rằng anh chia cho Lộc là 60% trên một cái doanh thu của một kênh trong một tháng chẳng hạn? Chúng ta sẽ cùng làm rõ vấn đề đó trong video lần này. Và đầu tiên, để mà cho các bạn có sự minh chứng và rõ ràng hơn thì mời các bạn xem một cái đoạn tin nhắn sau đây. Thì trong cái đoạn tin nhắn này á là thống kê doanh thu của tháng 8 năm 2020 của kênh Lộc TV. Trong đó tin nhắn từ anh chủ nhà nhắn như sau: tháng này được 1.431 đô nhân cho 23.090 đồng bằng 33.410.000 đồng, chia ra 60% tương đương với 19.800.000 đồng, trừ đi 1.650.000 đồng là 5% của net đó, và 400 tiền nhạc mất phí của net gửi, còn lại là anh sẽ gửi cho em là 17.750.000 đồng. Đó, các bạn thấy tin nhắn vừa rồi không? Tin nhắn vừa rồi là nó đã trừ đi một cái số khoản tiền như là tiền tham gia vào net và tiền của nhạc. Thì Phúc nhớ đến cái một chiếc video mà anh chủ nhà đã đăng tải trước đó. Anh chủ nhà nói rằng là hai bên ký hợp đồng với nhau, và tại điều 3 của hợp đồng có thỏa thuận như sau là chi phí sản xuất mỗi video là các bên sẽ chịu 50%, đúng không? Rồi thêm một cái trường hợp nữa là khi mà kênh nó phát triển và có doanh thu á, thì mỗi bên Lộc Phụ Hồ sẽ được 60% và 40% còn lại sẽ là của anh chủ nhà. Và anh chủ nhà cũng nói rằng á, anh chủ nhà phân trần về cái chuyện mà anh đã cực khổ khi mà cùng làm với Lộc như thế nào đó. Thì anh nói là 40% anh nhận được từ Lộc á, anh không có nhận được trọn vẹn đâu. Anh không có nhận được trọn vẹn đâu mọi người ạ. Anh phải chi 10% cho net, 30% còn lại là cho những anh em ekip xung quanh này nè mọi người. Đó, làm để hỗ trợ phát triển kênh cho Lộc. Nhưng mà mọi người nhìn vào cái tin nhắn hồi nãy, mọi người có thấy cái gì không? Trong đó anh chủ nhà đã tính 5% phí net là 1.650.000 đồng. Ủa? Anh bảo là cái phí đó là anh phải tự chịu và trả cho net mà. Vậy tại sao anh lại chích của Lộc Phụ Hồ ra để trả cho net? Điều này có phải là một minh chứng rằng anh đang nói dối khán giả hay không? Thêm nữa là trong cái tin nhắn này thì anh tính tiền nhạc hàng tháng là khoảng 400.000 đồng. Nhưng mà các bạn ơi, tôi không biết là những cái bản nhạc của anh sử dụng nguồn từ đâu mà phải trả phí đến mức như vậy. Nhưng mà anh nên nhớ rằng YouTube nó có một cái thư viện âm thanh, và bên cạnh đó nó cũng có rất là nhiều nguồn nhạc khác nhau nữa anh ơi, nhiều nguồn nhạc miễn phí lắm. Mà anh lại sử dụng một cái những cái ca khúc và những bản nhạc nào đó chèn vào video của Lộc và anh đánh tiền nhạc này. Và để có thêm một cái minh chứng cho cái câu chuyện là doanh thu của Lộc và sự ăn chia có một cái vấn đề gì đó, thì Phúc mời mọi người xem một cái hình sau đây. Thì cái hình này là Phúc đã tra trên Social Lay. Cái trang Social Lay này là nó sẽ thống kê lại cái doanh thu ước tính của một cái kênh trong một cái khoảng thời gian nào đó. Thì nó thống kê như sau: đối với cái kênh của Lộc Lộc Phụ Hồ TV là đã được hơn 1 triệu lượt subscribe nè. Thì cái doanh thu ước tính của cái kênh của Lộc hàng tháng là rơi vào khoảng là 740 đô đến khoảng 11.800 đô. Thì các bạn tương đương khi mà chuyển sang tiền Việt thì các bạn hiểu không? Nhân cho 23.090 đồng thì nó ra là khoảng tầm khoảng 17 triệu đến khoảng 271.400.000 đồng. Wow, một con số cũng khá là lớn đối với một cái người bình thường mà khi mà làm kênh YouTube, đúng không các bạn? Thì các bạn hình dung đi, Lộc ra video cũng khá là thường xuyên, lượt view cũng khá là ổn. Doanh thu của cái tháng mà tháng 8 Lộc vừa nhận vừa rồi là nó chỉ có khoảng 17 triệu mấy thôi, là 60% đó các bạn. Trong khi toàn bộ công sức của Lộc đều phải sản xuất video ra, tự quay, tự dựng rồi xong up lên. Còn việc tối ưu hóa các chỉ số hay là quảng cáo chạy net gì đó, chưa thấy gì hết. Chưa thấy là anh chủ nhà có làm hay không. Và nếu như thật sự anh chủ nhà có xem video này mà anh có làm những cái đó thì anh show ra đi, anh chứng minh ra đi, anh chứng minh là anh đã có sự hỗ trợ hợp tác với Lộc như thế nào để mà mọi người tin tưởng anh nhiều hơn, đúng không? Thông qua cái những gì mà nãy Phúc vừa cho mọi người xem thì chúng ta có thể đặt một cái nghi vấn rằng liệu rằng cái doanh thu mà nhận được từ YouTube anh chủ nhà có chia lại 60%, 40% đúng như những gì mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng hay không? Các bạn thử trả lời đi, anh chủ nhà thử giải thích đi. Và hơn nữa nha, Phúc được một cái thông tin nữa là nếu như mà Lộc Phụ Hồ ứng trước một cái khoản tiền nào đó từ anh chủ nhà thì sẽ phải chịu 5%. Đó là phải mất 5% đó các bạn. Ứng trước là mất 5%, cứ ứng trước là mất 5%. Nhưng mà một dấu chấm hỏi rằng liệu mà số tiền mà Lộc ứng trước cái doanh thu đó thì anh chủ nhà lấy tiền từ kênh YouTube đưa cho Lộc, hay là anh chủ nhà
lấy tiền riêng của mình để đưa cho Lộc. Cái này không ai biết cả. Và nếu như mà anh chủ nhà lấy tiền riêng đưa cho Lộc á, thì anh nhớ minh chứng nha. Chứ không minh chứng là không ai tin được đâu. Thông qua những gì mà Phúc vừa liệt kê ra cũng như là đặt những cái nghi vấn cho mọi người á, thì bản thân Phúc cũng có những cái thắc mắc nhất định. Liệu rằng cái doanh thu mà các bên nhận được với nhau nó có đúng như những thỏa thuận hay không? Bởi vì á, Lộc là một cái người không am hiểu về Google AdSense hay là tiền YouTube đổ về như thế nào. Cho nên là mỗi lần mà Lộc xem những cái thống kê từ YouTube á, nó cũng sẽ rất là khó khăn và cản trở cho Lộc. Và Lộc cũng chỉ biết là nhận được cái tin nhắn từ anh này số tiền là bao nhiêu, rồi bắt đầu là lấy số tiền đó chia ra 60% sẽ ra bao nhiêu thôi. Chứ cũng không có đối soát từng view một, từng cái quảng cáo, từng cái chỉ số CPM trên cái YouTube lượng. Cho nên là có thể nha, cho nên là Phúc đặt một cái nghi vấn là có thể cái doanh thu được ăn chia 40-60% này nó không đúng như những gì đã thỏa thuận, có sự chênh lệch nào đó. Và nếu như mà đây có sự chênh lệch thật thì các bạn cũng có thể đặt một cái nghi vấn rằng Lộc có thể đang bị bóc lột sức lao động trên kênh YouTube và dẫn đến cái sự việc ngày hôm nay. Đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những cái bạn nào mà đang muốn làm YouTube và muốn tham gia vào một cái network nào đó, thì các bạn cũng phải am hiểu về cái câu chuyện là doanh thu, tiền chạy về như thế nào, tiền được tính như thế nào, rồi mình bắt đầu mình phân chia lợi nhuận dựa theo hợp đồng rõ ràng, rành mạch. Và chúng ta nên phân chia là có biên bản hẳn hoi chứ không phải là bằng qua một cái tin nhắn mơ hồ như thế này. Bởi vì qua những cái tin nhắn như vậy mà chúng ta không đối soát á, thì doanh thu của chúng ta có thể không cánh mà bay. Và nếu mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề gì đó cần tranh luận trong cái video này thì các bạn cứ comment ở bên dưới đi. Và Phúc rất là hoan nghênh nếu như anh chủ nhà có những phát ngôn liên quan đến cái vụ này để chúng ta có thể có một cách nhìn và cách hiểu toàn diện hơn. Và hiện tại Phúc vẫn đang đặt nghi vấn về cái doanh thu đó.